Giao tranh dữ dội, lực lượng Ukraine đối mặt nguy cơ sụp đổ. Ukraine tố Nga tập kích bằng 29 UAV tên lửa. Nga cảnh báo sẽ hạ cấp quan hệ với phương Tây. Quân đoàn lính nước ngoài khét tiếng phát động phản công gần Kharkov. Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong ngày qua, chiến sự Nga-Ukraine đã ghi nhận nhiều diễn biến nóng bỏng trên các mặt trận. Theo đó, ngày 27 tháng 6, kênh Riba đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine và khu vực do Kiev kiểm soát. Mục tiêu là sân bay và cơ sở hạ tầng quân sự khác của đối phương, đặc biệt là tập kích những căn cứ không quân, dự kiến sẽ triển khai tiêm kích F-16. Ở hướng Slobozhansky, Kharkov, trận chiến giành vị trí đang diễn ra ác liệt. Ukraine không ngừng phản công gần Lipsy và đang tái triển khai lực lượng dự bị tới Vokchan. Theo hướng Kupiansk, Svatov, lực lượng Moscow đang tiến hành tấn công và có bước tiến nhỏ trên một số khu vực. Tại Avdiivka, cuộc phản công tiếp tục diễn ra ở khu vực Sokin và Novoselitka-Pesa. Nga đạt tiến bộ rõ rệt. Ở hướng Ukleda, Vuleda, phía nam Novomykhailivka, những trận chiến đang diễn ra. Lực lượng Moscow đang tiến vào khu vực rãnh Solonenkaya, Sirokaya và Ikriana. Kênh Military Summary đưa tin, bất chấp những tin tức về việc có thể bị đối phương bao vây ở Vokchan, có vẻ như quân đội Nga lại tiếp tục mở mặt trận mới để điều hướng Ukraine. Theo đó, lực lượng Moscow đã mở một mặt trận khác ở phía đông chiến tuyến hiện tại, theo hướng Hlibok và theo nguồn tin Ukraine, một ngôi làng đã bị kiểm soát. Tại Vokchan, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công vào thành cổ, nhưng hiện tại không có thông tin nào về sự thành công của đòn đột kích này. Trong đêm, quân đội Nga đã tấn công hai sân bay, trong đó có cuộc tấn công liên tiếp vào một sân bay ở miền Tây Ukraine, nơi được cho là đang nâng cấp để phục vụ cho tiêm kích F-16 hoạt động. MiG-31K của Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan đánh trúng mục tiêu được chỉ định. Theo nguồn tin Ukraine, phần phía đông Krasnogorivka đã được lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng Kiev ở đó có nguy cơ bị bao vây. Không quân Nga tiếp tục sử dụng rộng rãi bom lượn FAB và bom nhiệt áp ODAB hỗ trợ cho bộ binh và triệt phá hàng loạt trung tâm hậu cần kỹ thuật của đối phương. Kênh RV Voenkory đưa tin, lực lượng Moscow tấn công mãnh liệt vào trung tâm phía đông Krasnogorivka, kiểm soát phần lớn diện tích. Theo hướng Kurakhovsky, lữ đoàn 5 và 110 của Nga đang tiến về phía trước, đánh bật lực lượng Kiev khỏi đống đổ nát. Một sĩ quan truyền thông Ukraine có biệt danh Alex đã phàn nàn về tình hình khó khăn của họ tại thành phố gần Donetsk và Marinka. Anh nói, mọi thứ đang tồi tệ ở Krasnogorivka. Từng ngôi nhà một, đối phương đang tiến vào khu vực dân cư. Giờ đây đang có những trận chiến kinh hoàng ở khu vực này. Chúng tôi đã kiệt sức. Thật không may, rất có thể việc quân đội Nga kiểm soát được thành phố chỉ là vấn đề thời gian, vì phần chính của nó đang nằm dưới quyền kiểm soát của đối phương. Một sĩ quan quân đội Ukraine viết, tôi chỉ không hiểu tại sao lại không chú ý đến việc phòng thủ thành phố này, vì xung quanh Bakhmut, Avdiivka hay bây giờ là Chasovya, những binh sĩ đã bảo vệ Krasnogorivka trong nửa năm, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở đó trong 6 tháng, ở khu vực đô thị, nhưng không có thông tin nào về điều này. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GRU, cũng xác nhận thành công của Nga và công bố bản đồ mới. Quân đội Nga đã tiến vào một tòa nhà nhiều tầng dọc theo phố Konotopskaya, kiểm soát được một khu vực rộng tới 550m và sâu tới 150m. Trước đó, nhiều nguồn tin Ukraine viết rằng, lực lượng Moscow đã kiểm soát một phần của một tòa nhà nhiều tầng ở tiểu khu Sonechny, ở phía đông Krasnogorivka, ở phía tây thành phố. Cường độ giao tranh vẫn cao dọc theo phố Pokrovskaya, Suvorova và Sumskaya. Về phía Ukraine, tờ Ukrainska Pravda đưa tin, tính đến 22 giờ ngày 27 tháng 6, báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ, 119 cuộc đụng độ đã xảy ra. Các khu vực nóng nhất trong ngày là Toretskoy, Pokrovskoy và Kurakhovskoy.
Tuy nhiên, tình hình ở các khu vực chiến đấu rất khó khăn dưới sự kiểm soát của quân phòng thủ. Báo cáo có đoạn, trong ngày, đối phương đã tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa, tổng cộng 8 tên lửa và 43 cuộc không kích, ném tổng cộng 56 quả bom KAB vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 458 máy bay không người lái UAV và thực hiện 2.863 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sverdlovsk, Kramatorsk, Torez, Pokrovsk, Kurakovsk, Vremis, Orekhov và Dnipro. Kể từ đầu ngày 27 tháng 6, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 5 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị, một hệ thống tên lửa phòng không, một trạm radar và 3 kho đạn của đối phương. Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân đội Nga khỏi khu vực phía đông Chasovia. Interfax Ukraine đưa tin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotitsia là Nasa Voloshin cho biết, quân đội Ukraine đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực lân cận tiểu khu Kanan ở Chasovia thuộc vùng Donetsk. Sau khi kiểm soát được Avdiivka vào tháng 2 năm nay, lực lượng Moscow đã chuyển trọng tâm sang Chasovia, một thành phố trên cao có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Ông Voloshin cho biết, quân đội Nga không từ bỏ ý định đột phá gần Chasovia tới các khu định cư khác trong khu vực. Ông nói thêm rằng, hai hoạt động tấn công đang diễn ra. Người phát ngôn cho biết, lực lượng Ukraine đang chấn giữ phòng tuyến trong khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đáp trả đối phương. Theo ông Voloshin, quân đội Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào Chasovia, bao gồm cả pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 Sonsipec. Ngày 26 tháng 6, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine, đơn vị được tái triển khai để tăng cường phòng thủ Chasovia, chia sẻ một đoạn video cho thấy thành phố này bị Nga tấn công và thừa nhận. Đây là một loại vũ khí khủng khiếp có thể tấn công bằng tên lửa nhiệt áp. Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại khu vực kênh Siversky Donetsk, Donbass. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung một trong những nỗ lực chính vào Chasovia. Bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanisky, Moscow đang cố gắng bao vây thành phố, nơi mà việc kiểm soát được sẽ cho phép họ tiến sâu hơn vào khu vực. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, rạng sáng ngày 27 tháng 6, Nga đã khai hỏa một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa hành trình hải quân Kalib, 1 tên lửa không đối đất chiến thuật KH-59-69 và 23 máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Shahed-136 hoặc 131 nhằm vào nước này. Cơ quan này cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 28 mục tiêu, gồm toàn bộ 23 UAV cảm tử cùng các tên lửa Kalib và KH-59 hoặc 69. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập tới quả đạn Kinzhal và mục tiêu của nó. Kiev từng nhiều lần tuyên bố chặn được tên lửa siêu vật âm Kinzhal, nhưng thường xuyên để lọt loại vũ khí này và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong các đòn tập kích của Moscow những tuần qua. Tỉnh trưởng tỉnh Khmelnytsky ở miền trung Ukraine Sergei Tiurin nói rằng các đơn vị phòng không đã bắn rơi 9 mục tiêu cho khu vực, thêm rằng giới chức địa phương chưa nhận được thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất sau đòn không kích. Tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv ở miền Nam, Vitaly Kim cho biết 6 UAV và 3 tên lửa hành trình bị đánh chặn trong khu vực. 2 UAV và 1 tên lửa dường như đã bị bắn hạ ở tỉnh Kherson và Dnipro. Không quân Ukraine trước đó phát báo động phòng không toàn quốc, nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở thủ đô Kiev và tỉnh Khmelnytsky. Gần đây, Nga thường xuyên triển khai tên lửa siêu vật âm Kinzhal cho các đòn tập kích sân bay quân sự Starokostyantynip ở tỉnh Khmelnytsky. Đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Scalp Eagle do Anh và Pháp viện trợ. Hồi tháng trước, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng 5 vùng tại Ukraine nói rằng sân bay Starokostyantynip cũng là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16, còn theo trưởng huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Ngày 27 tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo các nước phương Tây đang tiến gần hơn đến điểm không thể quay lại trong quan hệ với Nga. Theo ông Ryabkov, Moscow có thể buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây do chính sách đối đầu của Mỹ và các đồng minh của Washington. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nói, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu một bước đi như vậy
bất chấp tất cả những điều liên quan đến giai đoạn hỗn loạn nhất trong mối quan hệ của chúng tôi với phương Tây. Quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao liệu có khả thi hay không? Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Những quyết định như vậy sẽ được đưa ra ở cấp cao nhất. Bên cạnh đó, ông Ryabkov cũng nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để suy đoán. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo cảm giác không bị trừng phạt của phương Tây trên trường thế giới cuối cùng sẽ buộc Nga phải trả đũa quyết liệt hơn nếu tình hình không thay đổi. Ông Ryabkov cho biết, đối thủ của chúng tôi cần phải biết rằng với mỗi bước đi, họ đang tiến gần hơn đến điểm không thể quay lại. Thứ trưởng Ryabkov cáo buộc Mỹ giúp lực lượng Ukraine chọn mục tiêu khi sử dụng tên lửa ATAK tầm xa do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tuần trước, những quả đạn con từ tên lửa ATAK rơi xuống một bãi biển đông đúc ở Crimea đã khiến nhiều người thương vong. Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ ở Moscow sau vụ việc này. Ông Ryabkov nói, đó là một trường hợp trắng trợn về sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine. Sự đồng lõa trong hành động do chính quyền Ukraine thực hiện sẽ phải bị đáp trả. Nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng việc Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nỗ lực tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài đang làm suy yếu các cuộc đối thoại tiềm năng trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như kiểm soát vũ khí. Ngoài ra, ông Ryabkov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần gần đây rằng học thuyết hạt nhân của Nga, quy tắc về thời điểm sử dụng các loại vũ khí nguyên tử đang được đánh giá lại. Ông Ryabkov nhấn mạnh, học thuyết này đang được xem xét trong bối cảnh quan hệ quốc tế thay đổi và các đối thủ của Nga cần phải xem xét nghiêm túc quy trình nói trên. Ông nói, tôi không đoán trước được kết quả, nhưng tôi kêu gọi các đối thủ của Nga hãy suy nghĩ về những gì Tổng thống Putin đang nói. Học thuyết hiện tại nêu rõ, Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa sống còn đối với Nga. Hồi đầu tháng này, ông Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine. Tín hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay cho thấy xung đột sẽ không leo thang thành cuộc chiến hạt nhân. Trong những tuần gần đây, số lượng lính nước ngoài gần Kharkov đã gia tăng đáng kể, bao gồm cả từ Colombia. Họ được ghi nhận đã tham gia hoạt động phản công dọc tiền tuyến. Trong bối cảnh lữ đoàn Charter thất bại và các cuộc tấn công bất thành của lữ đoàn Dù 82, lực lượng Ukraine buộc phải nhờ tới sự trợ giúp từ các chuyên gia nước ngoài để bù đắp tổn thất và củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, hiệu quả của những người lính nước ngoài này vẫn còn nhiều nghi vấn, đặc biệt là với những thất bại trước đó của họ. Lính nước ngoài Colombia trở thành một trong những nỗ lực cuối cùng nhằm củng cố các vị trí của Ukraine gần Kharkov. Trong số đó, báo chí đặc biệt chú ý đến cựu cảnh sát chống ma túy Miguel Cardinalo Mutilo bị bắt ở Krasnogorovka. Trung đội của anh ta thuộc lữ đoàn 59 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị hạ gục hoàn toàn. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả chiến đấu và huấn luyện của những người lính nước ngoài này. Mặc dù vậy, các lực lượng quốc tế bao gồm binh sĩ Colombia vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tích cực và chủ yếu kiểm soát các chiến hào tại tiền tuyến. Hiệu quả của lính nước ngoài Colombia trên chiến trường còn nhiều nghi vấn, mặc dù tờ New York Times đưa tin hàng trăm cựu chiến binh quân đội Colombia có kinh nghiệm chiến đấu thực sự đang hoạt động trong đội hình quân đoàn quốc tế bên phía Ukraine. Tuy vậy, trên thực tế, sự hiện diện của họ chưa mang lại thành công đáng kể. Những tổn thất lớn và khó khăn cho việc thành lập lực lượng dự bị khiến chúng ta nghĩ tới lợi ích thực sự của những chuyên gia nước ngoài này đối với quân đội Ukraine. Quân đoàn quốc tế bao gồm lính nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Colombia, đã trở thành nhân tố then chốt trong chiến lược của Ukraine. Con số chính xác những người lính này trên tiền tuyến vẫn chưa được biết, nhưng theo một số ước tính, chúng ta có thể nói về khoảng 5-6.000 người. Mặc dù có một số tranh cãi, nhưng hiệu quả của lính nước ngoài Colombia vẫn không thể phủ nhận khi ít nhiều giúp quân đội Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn và Nga cần phải đặc biệt chú ý đến họ. Ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, ứng viên Tổng thống Mỹ độc lập Robert Kennedy đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái chỉ trích Tổng thống Joe Biden với cáo buộc tiếp tay cho Ukraine tấn công Crimea. Theo đó, ông khẳng định bán đảo Crimea thuộc Nga và việc Mỹ giúp Ukraine đánh vào đây là động thái xung đột chống Nga. Crimea là vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Mỹ và phương Tây nói việc Nga sắp nhập Crimea là nỗ lực bất hợp pháp và không công nhận bán đảo này thuộc Nga. Ông Kennedy khẳng định 6 quả tên lửa đã được phóng từ một giàn phóng Mỹ nghi do tập đoàn Lockheed sản xuất và chỉ có thể được nhắm bắn bởi hệ thống MGM-140 ATAK phức tạp
do người Mỹ vận hành từ trong lãnh thổ Ukraine. Chúng phát nổ trên bầu trời bán đảo Crimea thuộc Nga, thả bom con xuống khắp khu vực, rơi xuống một bãi tắm dân sự và dẫn đến hơn 100 thương vong. Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc bom con từ những tên lửa trên trút xuống một bãi biển đông người. Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy cho biết, từ ngữ duy nhất mô tả việc làm này là khủng bố. Đây là động thái xung đột của Mỹ chống lại dân thường Nga. Ứng viên độc lập này nhấn mạnh, chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền hợp pháp tuyên bố xung đột. Do đó, phía lập pháp cần ngăn những kẻ hiếu chiến liều lĩnh, thiếu trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo Tổng thống Biden đã suy yếu. Ông Kennedy kết luận, nếu không được thì mọi chuyện phụ thuộc vào các bạn trong tháng 11 năm nay. Đồng thời, ông ngụ ý kêu gọi người dân bầu cho mình trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ông Kennedy là con trai cố thượng nghị sĩ cùng tên và là cháu ruột cố Tổng thống Mỹ John Kennedy. Năm 2023, ông rời Đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống độc lập sau khi nhận thấy mình gần như không có cơ hội lấy được vé ứng cử của đảng này. Theo khảo sát cử tri của báo New York Times phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Đại học Siena công bố ngày 26 tháng 6, ông Kennedy đang là ứng viên Tổng thống Mỹ có tỷ lệ ủng hộ cao thứ 3 ở mức 7%, chỉ thấp hơn ông Biden và ông Donald Trump. Cuộc tấn công mà ông Kennedy nhắc đến diễn ra hôm 23 tháng 6. Phía Nga phản ứng mạnh mẽ với cuộc tấn công này và cảnh báo sẽ đáp trả. Trong thời gian qua, hạm đội biển đen của Nga đã phải chịu áp lực trước hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố dùng xuồng cảm tử và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội biển đen của Nga bị tê liệt. Trước bối cảnh này, mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo phương án nhằm giúp hải quân nước này tránh được những cuộc tấn công tầm xa của đối thủ và nâng cao năng lực tác chiến. Newsweek đưa tin, Tổng thống Putin nhận định rằng hải quân Nga có một số khía cạnh dễ bị tổn thương khi cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm. Ông Putin cho biết, Nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện lực lượng hải quân khi Moscow nỗ lực nhanh chóng xây dựng lại hạm đội, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin nói, để tăng cường khả năng phục hồi chiến đấu của lực lượng hải quân, cần tăng cường sức mạnh và đặc biệt chú ý đến việc triển khai nhanh chóng các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả máy bay không người lái. Nhà lãnh đạo Nga chỉ thị, cần phải bảo vệ hạm đội của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào căn cứ hải quân và khu vực hoạt động của tàu chúng ta, phát triển máy bay trinh sát của hạm đội, xây dựng lực lượng phương tiện trinh sát điện tử và tác chiến điện tử. Ông Putin bình luận về hải quân Nga tại cuộc họp về đóng tàu ở Moscow hôm 26 tháng 6. Ông cho rằng hải quân Nga phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ xa, đòi hỏi phải trang bị hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện đại. Ông nhấn mạnh hải quân Nga vẫn đang tiếp nhận thêm tàu chiến và xuồng. Nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện hải quân, bao gồm tàu, máy bay và các cơ sở ven biển, cũng như cơ sở hạ tầng của các căn cứ, nhằm củng cố vị thế của hải quân tại những khu vực chiến lược quan trọng trên đại dương thế giới và cải thiện đáng kể tiềm năng chiến đấu của hải quân. Ông Putin nói, rất nhiều việc đã được thực hiện trong lĩnh vực này khi hải quân của chúng tôi đang nhận được các tàu mới. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho biết thêm rằng, việc sửa chữa và tân trang sâu rộng các thiết bị đang được tiến hành. Ông tuyên bố rằng, hơn 40 tàu và xuồng sẽ được giao cho hải quân vào năm 2024, so với con số 24 chiếc vào năm 2022 và 33 chiếc vào năm 2023. Bloomberg mới đây dẫn nguồn thảo tin cho hay, các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang thảo luận ý tưởng của Tổng thư ký Jens Stoltenberg về việc cấp 40 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine. Tuy nhiên, các nước này vẫn chia rẽ về cách thức thực hiện cam kết trong những năm tới. Một số đồng minh thận trọng trong việc chính thức hóa các cam kết với một con số cụ thể và chỉ muốn cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Trong khi đó, một số thành viên ngần ngại tiết lộ con số chính xác về những đóng góp vì sợ rằng nó có thể tiết lộ mức độ hỗ trợ thực sự của họ cho Ukraine. Dù nhiều chi tiết chưa được thống nhất, nhưng các đồng minh có thể đạt được thỏa thuận nếu khoản viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine được khấu trừ vào cam kết hiện tại của NATO là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu quốc phòng của các đồng minh. Hồi cuối tháng trước, ông Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên cam kết cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 tỷ euro viện trợ quân sự mỗi năm. Ông nói, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022, các đồng minh đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá khoảng 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm. Chúng ta phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết.
Ông Stoltenberg muốn 32 nước NATO chia sẻ gánh nặng một cách công bằng và sẵn sàng công bố kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Washington. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, chúng tôi cần một cam kết chắc chắn về lâu dài để đảm bảo rằng Ukraine có thể lập kế hoạch có khả năng cần thiết để tiến hành cuộc chiến tự vệ này. Ngoài ra, các đồng minh NATO vẫn đang thống nhất về cách diễn đạt trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới về tiến trình Ukraine gia nhập liên minh. Mỹ và Đức phản đối việc gọi con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Thay vào đó, họ muốn coi toàn bộ quá trình này như một cầu nối để giúp Ukraine gia nhập liên minh. Thêm vào đó, nguồn tin cho biết các đồng minh đang thảo luận về việc bổ nhiệm một đại diện đặc biệt ở Kiev để giám sát việc phối hợp quốc tế về cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO. NATO cũng có ý định mở các trung tâm mới đóng vai trò điều phối vũ khí viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Các trung tâm này có thể đặt tại những nơi như căn cứ quân sự Mỹ ở Wiesbaden, Đức. Theo kế hoạch, những trung tâm này vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử. Nguồn tin của New York Times tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo NATO nảy ra ý tưởng này như một cách mang lại điều gì đó vững chắc cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh, ngay cả khi họ cho rằng thời điểm này không thích hợp để Ukraine gia nhập liên minh. Họ hy vọng rằng lời đề nghị này sẽ làm hài lòng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, từ đó họ sẽ có một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ hơn hội nghị cách đây một năm tại Litva, khi ông Zelensky chỉ trích các đồng minh phương Tây không đưa ra một mốc thời gian chắc chắn cho việc đàm phán tư cách thành viên NATO. Đầu tuần này, các quan chức chính quyền Nga thông báo rằng các đề xuất trước đó của Moscow liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, họ khẳng định Điện Kremlin sẽ không thay đổi quan điểm của mình, bất kể áp lực từ phương Tây là như thế nào. Hôm 26 tháng 6, nhà khoa học chính trị người Đức, chủ tịch của Eurasian Society là ông Alexander Ra đã thu hút sự chú ý khi nói đến những gì đang xảy ra trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu Âu EU nói riêng và cả giới phương Tây nói chung. Ông Alexander Ra đã dự đoán thời gian và kết quả có thể xảy ra về các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây về Ukraine, đồng thời nói về triển vọng có thể giải quyết cuộc xung đột giữa lòng châu Âu này và triển vọng địa chính trị của nó. Vị chuyên gia Đức lưu ý rằng phương Tây, đại diện bởi Mỹ, EU và một số quốc gia khác đang cố gắng hết sức để bảo tồn thế giới đơn cực cũ, trong khi Nga, Trung Quốc và một số quốc gia đang cố gắng thay đổi trật tự thế giới cũ, xây dựng một thế giới mới đa cực. Ông Alexander Ra cho biết, có thể nhiều vấn đề gây tranh cãi giữa Nga và phương Tây, mà vấn đề đầu tiên và cốt lõi có liên quan đến kiến trúc an ninh châu Âu là phương Tây không muốn đưa Nga vào đó, mà họ muốn đẩy Nga sang châu Á. Là một cường quốc thế giới, Nga cần ít nhất một vùng ảnh hưởng cho riêng mình ở khu vực. Nhưng EU muốn xây dựng một đế chế thuần hóa với các giá trị tự do trên lục địa này. Đối với phương Tây, các quốc gia không tuyên bố mô hình tự do của nền dân chủ phương Tây, nhưng Nga chính là đối thủ. Đổi lại, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã là thành viên hoặc đang tìm cách gia nhập câu lạc bộ BRICS, đã bắt đầu tạo ra một thế giới đa cực, trong đó sẽ không có sự phụ thuộc vào phương Tây. Theo vị chuyên gia này, cơ hội cho sự phát triển hòa bình của nhân loại đã bị bỏ lỡ chính vì ước vọng duy trì thế giới đơn cực của Mỹ và các đồng minh. Nếu Nga và Trung Quốc muốn thiết lập một trật tự thế giới mới, chống lại thế giới đơn cực của Mỹ, hầu hết các quốc gia trên hành tinh sẽ lại phải đưa ra lựa chọn bằng cách gia nhập một trong hai liên minh này. Phương Tây sẽ dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ, năng lực quân sự và kinh tế của NATO và các đồng minh như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác. NATO đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ở châu Á với sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng trên các vùng biển cùng với Mỹ. Vì vậy, Nga được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của việc xây dựng một kiến trúc an ninh Á-Âu mới, đóng vai trò trụ cột kiểm chế châu Âu và các quốc gia thân Hoa Kỳ trong khu vực rộng lớn này. Bàn riêng về cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine hiện nay, vị chuyên gia Đức cho rằng một cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề ổn định và an ninh ở châu Âu sẽ bắt đầu khi người ta xác định rõ ràng về kết cục của cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay. Hiện nay, phương Tây vẫn hy vọng rằng Kiev sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Moscow thông qua các khoản ngân sách cho vay để duy trì hoạt động của đất nước Ukraine, cùng với những gói viện trợ vũ khí khổng lồ liên tiếp leo thang về cấp độ sát thương. Nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người ca khúc khải hoàn, Nga sẽ suy yếu và mất đi phạm vi ảnh hưởng.
Moscow sẽ không còn là gì trong mắt phương Tây. Nhưng nếu người đồng cấp Nga Vladimir Putin giành chiến thắng, đó sẽ là một cú sốc mạnh mẽ đối với NATO, EU, Hoa Kỳ và thế giới phương Tây nói chung. Khi đó, Brussels và Washington sẽ bắt đầu tích cực nói về việc thế giới sẽ quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh và triển khai một cuộc đối đầu toàn diện với Moscow, nhưng vẫn tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề cần thiết mà việc giải quyết nó không thể không có Nga. Ông Alexandra nhận định, đối với các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, chúng có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024. Sẽ không có cuộc chiến toàn diện nào giữa Nga và NATO, vì Hoa Kỳ rất phản đối việc dẫn tới một kịch bản có thể lôi kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến hủy diệt. Do ngay cả Mỹ cũng không muốn đối đầu quân sự của Nga, nên chắc chắn không một nước phương Tây nào muốn tiến hành một cuộc chiến với Nga. Ông Ra tin rằng, cuối cùng Moscow và phương Tây sẽ đạt được một số thỏa hiệp bất lợi cho Ukraine, mà cốt lõi là những vùng đất của Ukraine mà Moscow hiện coi là một phần lãnh thổ của mình và thực sự do quân đội Nga kiểm soát, sẽ được phương Tây và Kiev công nhận là một phần của Nga. Ở phía đối diện, Ukraine sẽ nhận được bồi thường từ phương Tây cho việc mất một phần lãnh thổ của mình dưới hình thức tiền bạc và tư cách thành viên trong EU, nhưng chắc chắn không phải trong NATO, bởi cả khối này không muốn thu nạp một quốc gia sẽ khiến họ tiếp tục lâm vào nguy cơ xung đột quân sự với một cường quốc hạt nhân số 1 thế giới. Họ biết chắc chắn rằng, ngay khi vừa gia nhập NATO, chính quyền Kiev sẽ ngay lập tức gây chiến để lợi dụng sức mạnh của cả khối chống Nga, đòi lại các vùng lãnh thổ đã mất, và khi đó NATO không thể từ chối một cuộc chiến với Nga do những quy định trong Điều 5 Hiệp ước NATO về phòng vệ tập thể.